tư xem thần may mắn sẽ nghiêng về phía ai, về phía quân bài. Ai là người quân bài lộc hơn sẽ là người tỷ lệ giành chiến thắng cao hơn. Chung kết chúng ta chỉ nhắc tới hai từ may mắn thôi. Còn Văn Lớp còn đang tự tạo mạng, rất nhiệt tình mời khách. Tôi cứ để cho họ mời cho quen đi, mình mời người ta không vào đâu. Rồi anh em like và như chia sẻ cổ vũ cho Văn Lớp nào. Cổ vũ cho Văn Lớp trong trận đấu chung kết trận thứ tư. Ai sẽ là người may mắn đây? Ai sẽ là người mỉm cười đây? Các trận đấu chung kết thì đa phần người ta vào nhìn quần phát là sẽ có một bên mỉm cười. Clipper vẫn có tí cửa, cũng không phải đến mức độ quá tịt. Clipper thì vẫn còn dễ đánh hơn so với cả Click AC. Cái bài pơ mà người ta rách rách thôi thì người ta cũng bình thường thôi, người ta cũng biến thành mình. Bài người ta mắc binh quá thì mình đen phải chịu. Quân người ta thì vẫn được đánh giá cửa trên, nhưng dù sao thì cũng không phải đến mức độ quá tịt. Và xin cảm ơn hạt cát nhá. Xin cảm ơn hạt cát rất nhiều, rất nhiều. Thôi chúng ta sẽ cùng cầu nguyện, cùng cầu nguyện cho một bài tơ bình thường. Bài Văn Lớp nhìn sơ lược qua có lẽ là tạm ổn được tầm 60% về tài nguyên. Một bài tơ bình thường thì bật bài Click vẫn có cửa cân được. Dân pơ người ta không có bánh xe mà. Chúng ta chỉ sợ là pơ người ta lên đời quá sớm thôi, người ta phú luôn, giết chết chúng ta tập 1 và thậm chí là không giết được thì người ta vẫn có phương án còn chuyển cho khung A. Trong bài pơ bình thường thì chúng ta có thể giành chiến thắng nếu như chúng ta đánh chuẩn. Và xin chào Bùi Kỳ nhá. Và nhiều người còn đang chưa ngủ đâu anh em ạ. Vẫn còn đang 286 người quý khán giả đang xem. Hôm nay thì có nó những cái kèo đấu hot khá kinh điển. Đó chính là Hà Nội cộng với Teo, còn bên kia là Full Game TV. Và không biết là kèo đấu này thì hiện tại tỷ số đang là bao nhiêu rồi. Anh em nào có thể là xem hai pack chúng ta có thể là các bạn có thể nói cho mình biết kết quả của kèo hiện tại Hà Nội cộng Teo với cả Game TV 44 là tỷ số đang là bao nhiêu không ạ? Một đều về xe à? Vâng, vậy là kèo đấu này là cũng cân đúng không, đúng không anh em? Hà Nội full thì thời điểm hiện tại thì đang là rất mạnh. Ngay cả một clan BB, vâng, BB cũng thời kỳ vẫn được đánh giá rằng kèo BB với Hà Nội cũng thời điểm là tầm 60-40. Thế bây giờ thì Hà Nội đã vượt qua cả BB rồi.
Hà Nội full bây giờ đang rất khỏe, nhưng kèo đấu này thì Hà Nội cộng tếu, còn bên kia thì full Game TV thì có lẽ là Hà Nội sẽ bị yếu đi cơ. Nhưng mà mình nghĩ rằng đây là một kèo đấu là cân để cho cả hai bên, và tỷ số một đều thì có lẽ đánh giá khá khách quan với cái kèo đấu cân này. Một đều VC là chuẩn rồi. Kèo này mình nghĩ là đánh 2C, đánh 5 kiểu 5C thì tỷ số sẽ là 2-3-3-2. Bên nào lọc hơn thì gần như là bên đấy sẽ có cái tỷ số kết quả tốt hơn. Giờ thì mình chỉ quan tâm là Văn Lớp là người giành chiến thắng trong trận đấu này thì mới là điều tuyệt vời. Văn Lớp là người lên đấy hai sớm với đâu một đấy. Bài pơ họ cũng là bài bình thường thôi, nhưng mà thường thì những bài pơ kể cả người ta lên muộn hơn Grick thì bài pơ người ta vẫn là người có lực hơn. Pơ người ta lên xong người ta chỉ cần ăn hoang một bãi hiêu thôi, lực người ta khỏe lắm, công nghệ nó đầy đủ, người ta có thể sắp 2L hoặc là 1L rồi chuyển cung A rất nhanh. Bạn Lớp sẽ phải đi con ngựa giò và làm sao mà có thể là em sẽ phải chém phũ một tí, mặc định là chém phũ ở trong trận đấu này rồi. Đôi lúc mà chúng ta có thể phán đoán là bắt bài người ta đánh theo kiểu chuyển công A nhanh thì chúng ta chém chay 2L cũng tốt. Gặp nhà họ. Vâng, hay, dốc rách thế lại hay. Dốc rách cái tỷ lệ lại solo 1-1. Đang lừa để bắt chốt cái tơ này để bắt được một ngựa giỏ của bên thủ Văn Lớp. Chưa có giam. Còn hơn một tay một tí thôi. Lạc đà của nó một đến là khá nhanh, khả năng là Văn bên họ đánh 2L, một lạc đà thủ, một lạc đà công. Đó, chúng ta rất lộc. Đôi lúc là những con phụ đầu tiên nó quyết định ảnh hưởng đến thắng thua trận đấu rất nhiều. Đúng là chạy 2L đến từ bài của nó một rồi. Mình đánh phù của Văn Lớp nó đỡ nhí đấy. Thậm chí không có cũng được, không cần thiết phải phù thủ. Dân họ không có bánh xe đâu. Tầm này thì điểm này đã châu phù luôn là cũng hợp lý, khi bài 2L là được xác định rồi. Không phải là bài kiểu 1L thì có cơ hội chuyển công A. Tầm này mà hù em tầm một tôn là cáng hơi là tươi ngay. Không biết là trong vị trí sâu, trong vị trí 9 giờ trong đấy là có ruộng hay không đây. Hơi tiếc tí, lên được tầm 70% rồi chúng ta lại nâng cấp lại có phù đến từ nó một. Một đánh gì nhỉ, một L một P còn một A nữa. Cảm giác chiến thuật không dứt khoát lắm. Chưa ăn được. Lên cung A là khá mạnh do nó một. Bài nó một ăn uống ăn hoàng ở đâu khỏe thế. Hai nhà L chuyển cung A rất sớm ngoài sức tưởng tượng của mình. I
tôn là tung chém tốt. Châu phù vẫn kẹp tung chém là hợp lý. Bây giờ chúng ta cần phải ăn thêm dân của nó một nữa. Lên muộn mà lực rất khỏe. Đây, con này là một cái ruộng. 9 giờ là ruộng. Ruộng tròn vo. Nên là một đội được rất đông cung à rồi. Lạc đà đứng kề ruộng. Và lớp đang cố gắng làm tất cả những gì có thể nhất trong trận đấu chung kết. Bài này của đội 1 không hiểu sao khỏe thế. Khỏe kinh khủng. Một L, nhưng mà cảm giác như kiểu có một con lạc đà công, con lạc đà thủ. Vâng, vậy chính xác là bài của nó một là một L. Vâng, cảm giác công tơn như kiểu con là một con lạc đà công, một con lạc đà thủ. Bài này thì may ra chỉ có cửa là chúng ta bác dân lên công P sớm, may ra có tí cửa. Công P cao. Văn lớp thì lực yếu quá. Lên bánh xe hơi chậm. Văn lớp này của chúng ta cũng không may mắn. Thua hai trận đấu chung kết rồi. Bây giờ thì hai trận đấu này thì hai kata là cho cả hai bên. Chung kết sẽ đấu thứ năm. Anh vẫn đặt là em hôm nay sẽ là niềm tin chiến thắng cho em.